Ok, sau khi là hoàn thiện cái mặt bit ha, bit bit PPR, đấy, bit PPR, tôi sẽ là tiến hành test mặt bit ha, test mặt bit. Đó, đầu tiên mình sẽ test theo thằng này trước á, test đi ăn trước. Đây, test theo đi ăn như này ha, đi ăn này, 110 ha. Đó, 125. Có 10. Đấy. Rồi, 160. Rồi, ok. Đó, đó là mình đang test. Đó, test là để cho nó nhảy ha, nhảy sai. Rồi, để mà test đưa vào dự án á, thì các bạn sẽ là lót vào thôi, lót vào đó, lót vào và tiến hành test thôi đúng không? Giả sử như hai ống dưới này là hai ống và hai ống nước ra đúng không, còn đây là ống cấp vào đúng không? Cấp ra là D bao nhiêu đây, cấp ra của mình là D 160 đúng không? 160 thì bạn sẽ lót vào á, lót thằng này vào dự án á, lót vào rồi và test này ha, test rồi nó là PA đúng không, PA cho nó cái rồi nó là PF đúng không, PF fitting ấy đây, PPR flank đúng không, rồi gắn nó vào đó, tự động bắt vào ha. Rồi đầu ra đó sẽ mình sử dụng là van van D 150 đúng không, PA này đấy, gắn thằng này vào ha, gắn vào đó, thì van này mình sẽ là bỏ đi ha, bỏ mặt bít đi đấy, mình sẽ lấy mặt bit của thằng flank thôi ha. Đây. Rồi. Đó. Bên này cũng vậy, Chris similar đúng không? Chris similar. Đây. Bên này đúng không? Rồi các bạn sẽ vẽ ra thôi đúng không? Vẽ ra. Lên mặt bằng và vẽ ra. Này xoay lên thôi. Rồi. Tám cộng 26 nữa là 94 ha, 94. Đấy. Bên này cũng vậy ha, âm 94 đúng không? Đấy. Rồi tương tự, những cái thằng bên này các bạn cũng làm tương tự, chọn một thằng này quay similar ha. Đây, bật vào. Rồi thằng này cũng tương tự này, quay similar. Đó, bật vào. Đấy, thằng này quay similar, bật vào.
Rồi thế này á, thế này cũng vậy. Chọn thằng này này. Quick similar bật vào đây. Đó, thằng này Quick similar bật vào đây. Similar đúng không? Đấy. Tiếp thằng bên này cũng vậy, thằng bên này create similar thôi ha. Đấy, đặt vào đó. Ok, kiểm tra cái chiều dài bộ lông chút xíu ha. Rồi đây này, số 1 24 85 đúng không? Okay. Ok, đấy, là vậy thôi ha. Thằng này cho nó quay xuống luôn. Đấy, quay xuống cũng được. Quay xuống cái ngang vậy đó. Rồi đây thì các bạn chỉ việc chọn vào đấy và draw file thôi đúng không? Vậy đó. Đấy. Draw file. Đó. Rồi ok. Đó, đó là cái mặt bit PVR ha. Mặt bit PVR. Đó. Cái này thường sử dụng để mình nó triển khai cho hệ thống cấp nước ha, cấp nước cho tòa nhà. Đấy, để kết nối van hoặc là kết nối để mình nó kết nối mặt bit các kiểu thì mình sẽ sử dụng bit này ha cho hệ thống đường ống PVR. Rồi ok, đây là một. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của Engadget MND. Xin chào và hẹn gặp lại.